Thực hiện công văn số 4985 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 25 tháng 7, trên địa bàn xã Thiên Hương có hai mẹ con là Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1974 và Nguyễn Huy Duy sinh năm 2009, cư trú tại thôn 11 xã Thiên Hương ra trạm y tế khai báo. Theo đó, ngày 19 tháng 7 năm 2021, hai mẹ con cô Tuyết bắt xe từ xã Thiên Hương đi thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phúc Xuyên, Hà Nội. Ngày 24 tháng 7, từ Đại Thắng, Phúc Xuyên, Hà Nội, đi nhờ xe container của anh Nguyễn Đức Vịnh, sinh năm 1981, tại Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình, thuộc công ty Vạn Xuân, xe biển kiểm soát 15C-10047 trở về Hải Phòng. Khi đi qua chốt kiểm soát dịch Cầu Nghìn, xe dán logo vàng và giấy xét nghiệm được đi tiếp, không thực hiện khai báo y tế đối với hai mẹ con cô Tuyết. Về đến quán Toan, hai mẹ con cô Tuyết đi xe taxi về thôn 11 xã Thiên Hương, xe container về bãi tại quận Hải An. Theo công văn số 4985 của Ủy ban thành phố, kể từ 12 giờ ngày 24 tháng 7, áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả những người về hay đi qua Hà Nội. Đối với những người từ Hà Nội về có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR do các cơ sở được xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại Hà Nội. Trước sự việc trên và để đảm bảo an toàn cho nhân dân thành phố và kịp thời chấn chỉnh các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng việc ưu tiên đi qua các chốt để đưa người từ vùng dịch trở về thành phố.